bữa nay trời chủ nhật làm ăn được đó. Ngày hôm qua nhà mình lên cả nhà, anh ấy nhìn nó nhằn không thỉ, anh ấy lên hợp tác thấy ngồi không? Thấy ngồi không à, lên với bà gà bán hết ngồi cầu nguyện vũ đạm gì đó ấy còn nhiều quá ngồi cầu nguyện chợ gì đâu mà bán như thế, ngồi lần họ biết mà mệt luôn thiệt, yếu tim thì chết. Nhiều người ra chợ mua cái đồ của bà xã mình đó, ai không biết dễ buồn lắm, tại vì biết sao bà xã mình lên, tại cái tánh gì người nấu lớn thôi chứ mà nấu là thôi là cả nhà, chứ không bao giờ mà mình biết là có cái gì mà để mà, tại vì ăn to nấu lớn thì quen rồi, để cái nói vô khi nói nhiều khi người không biết cả nhà được, hay tưởng đâu là giữ già nào không có cả nhà, thấy tướng bự gì chứ tao quấn lộn chạy mất tiêu. Cái ăn giống như bị nghiền, nó có vị chua chua, nhưng mà cay quá, nên chính nạm ớt hơi bị nhiều, chính ra cái nọc của tanh đó. Đỏ dữ nha. Chính ăn mà chính ăn cay đó. Hello, chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog chia sẻ món ăn gia đình nha. Cải ba ron trộn gỏi cá nục, 1 ký cá nục, 1 ký cải ba ron. Hôm nay mình nấu canh bún, nấu cua, ốc, ruốc, 1 ký giò heo, 1 ký đậu hũ, 2 ký bún, 1 ký rau muống. Đó, nguyên liệu gồm có hành, tỏi, ớt nha. Canh bún, ốc, giò heo. Đây cua mình cũng lược rồi nè nha. Cua này mình mua nó xay sẵn là nó có vị muối và mình không có cho muối vô nha. 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng bé bột ngọt, 1, 2, 1 củ hành tím băm. Một ít hành lá. Hành lá mình sắc nhuyễn luôn nha. Hai quả trứng vịt, 1 quả trứng gà. Bột gà ngon ghê. Ok, 2 muỗng bé tiêu xay cho nó thơm. Mình cho qua cái thao bự rồi mình nấu luôn nha. Cái này là mình nấu 1 ký cua nè. Đó, cua ngon ghê. Giờ mình đánh cho nó đã tan hết. Ok, mình cho cá nục vô đây mình hấp nha. Này cá nục quá tươi luôn. Mình cho 1 ít hành xuống dưới đi. Mình cho 1 củ hành tây nằm dưới đít nào, cái nồi. Giờ mình sắp cá nục vô nha. Cá bự nó nằm dưới, cá nhỏ nằm trên cho nó mau chín. Một củ hành tím lên trên, cho 1 ít gia vị vô, 2 muỗng tiêu. Tiêu làm khá cho nó thơm, nó không tanh. Nửa muỗng cà phê đường, 1 ít hạt nêm, 2 muỗng bé bột ngọt, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Bây giờ mình cho nước dừa vô luôn, mình hấp. Bây giờ nước nó sôi rồi mình cho giò heo vô nha. 1 ký giò heo. Da heo thì ít. Nấu cua luôn. Cua thì mình lụm chùm lửa nhỏ thôi nha. Đây cả nhà thấy cái thao cua ngon ghê. Đó. Bây giờ mình hấp cá nục luôn nha. Đây mình hấp cá nục luôn. Giờ mình đậy nắp lại. Rồi nước quá trong luôn. Đây mình rửa cả ba ron luôn nha. Cái này nó tươi nó ngon ghê. Rất là ngon luôn.
một ít cà chua bi vô cho nó đẹp. Cà chua bi giống ngòn bi mình đã xong. Bắt đầu mình trộn cái giấm đường trước nha. Để thì mình xắt ra làm hai. Để nè, nó giòn giòn, nó rất là ngon. Một thau luôn. Giờ mình quậy cua lên để nó khét nè. Rất là thơm luôn. Giờ bắt đầu mình sẽ giấm đường vô nè. 3 muỗng cà phê đường. 2 3 3 muỗng canh giấm. 1 2 3 Bắt đầu mình tròn cho nó, cho nó xèo thái xuống bếp nè. Nó thấm giấm đường lại rất là ngon. Cho nó qua một bên. Giờ mình làm một ít nước mắm luôn. 2 muỗng canh nước mắm nè. 1 2 2 muỗng canh đường. 2 muỗng canh đường. 2 muỗng canh nước. 1 2 Mình quậy cho đường nó tan ra hết. Đường nó tan rồi mình cho tỏi ớt vô. 1 muỗng ớt băm. 2 muỗng ớt băm. Hết sảy và bảy luôn. Giờ mình làm mắm tôm. Đó, 1 muỗng tôm vô. Đó, nửa muỗng canh giấm. 1 muỗng cà phê đường. 1 ít ớt. 1 ít tỏi băm. Ăn canh bún thì phải có mắm tôm. Xong một chén mắm tôm. Nửa muỗng cốc tắc. Cho vô đây một ít nước cốc tắc vô. Cái này mắm tôm thì nó mặn lắm. Ok. Bây giờ mình vớt bọt ra nha. Giờ mình coi cái nục của nó chín chưa nha. Cái nục chín nó giờ mình tắt lửa nè. Đó, giúp mình xé ra, xé xương vô bỏ. Cua bây giờ nó cũng đã nổi lên rồi nè. Thế là mình vớt cua ra. Cua vô cái rây mình rây nha. Cho cái nước nó rò hết xuống hết. Quá ngon luôn. Giờ mình cho cái nước này qua cái nồi bún riêng. Cái nồi kia nồi nước lèo thôi. Giờ bắt đầu mình xào ốc nè. Giờ mình cho một ít mỡ vô nè. Một ít tỏi băm vô. Cho tỏi sáng tạnh thơm nha. Giờ mình cho ốc vô mình xào. Một muỗng cà phê hạt nêm. Một ít đường. Một ít bột ngọt. Giờ mình cho con ruốc vô mình xào luôn. Đặc sản Phan Thiết luôn. Giờ nó săn rồi mình tắt lửa nè. Mình cho qua cái nồi nước lèo luôn. Con ruốc này nấu rất là ngọt luôn nha.
vớt bọt luôn. Quá ngon cái ngò nước lèo. Để mình nếm thử coi cái cua này bữa nay nó mặn lắm nha. Giờ mình nêm gia vị luôn. 2 muỗng hạt nêm canh, 3 muỗng bé bột ngọt, 2 muỗng cà phê muối, 1, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng đường phèn. Bây giờ bắt đầu mình trộn bún. 1 muỗng cà phê đường, 1 ít muối, rau bí quyết cho rau nó xanh, ít dầu ăn. Nếu như nó vừa ăn nha, quá là xúc sắc, nhầm cho đồ hủ vô luôn. Mình cho một ít mắm tôm vô nè cho nó thơm. Giờ mình cho một ít dầu màu đều vô nè cho nó có miếng màu nó mới hấp dẫn nha. Mình chờ ra một ít lắm mình trộn vô bún. Đó, chờ một ít lắm mình trộn vô bún. Ở nhà thấy nồi canh bún hấp dẫn không cả nhà. Giờ mình nếm cái này giờ mình giảm lửa nè. Tới công chuyện luôn. Ngọt ngất cần câu luôn. Mình cho một ít da heo vô luôn. Giảm lửa nhỏ lên chút. Ok, mình đã thành công cái nồi canh bún nha. Canh bún giò heo, ốc, cua. Đó. Đây, cua mình cũng rã lượt nè. Đó, lắc mình bỏ vô. Mình ăn cùng với bún nha. Đây, nước sôi sắp sửa nó. Mình luộc rau là phải cho nước sôi nha. Giờ mình cho rau vô nè. Ký rau muống nữa nha. Quá là đầy. Đây cá mình đã hấp xong rồi nè. Đó, mình để cho nó nguội rồi mình rớt ra, mình dĩa xương nha. Rất là ngon luôn, thơm quá, thơm. Rau muống là người ta sắp chứ còn không có anh ấy à. Lặt từng cọng rất là ngon nha. Cái việc cái cho anh ấy lặt rau rất là kỹ. Mưa cả nhà ơi. Bữa nay chủ nhật cuối tuần mình nấu canh bún cho ăn nha. Bây giờ mình đi làm một thau nước đá. Mình làm nước đá, mình ngâm rau muống cho nó giòn, cho nó xanh, nó đẹp nha. Đây một thau nước đá mình cho rau muống nha. Bí quyết luộc rau không đen. Mình đã thành công một ký rau muống. Một ký cá nục mình gỡ ra còn như đây nè cả nhà. Rất là ngọt ngon luôn á. Giờ bắt đầu mình trộn nha. Xà lách mình lót nó dưới. Cái này là trái baron chứ không phải là xà lách nha. Cái này ăn nó có vị giòn giòn, rất là ngon. Đó. Bây giờ mình cho cái nước mắm lên. Cho cái nước mắm này nó thấm vậy nè. Mình cho cá lên nha. Cái nục này mình hấp với nước dừa nó rất là ngọt nha. Mình tiếp tục cho một giá nước mắm vô nữa cho nó thấm nó đậm đà nha. Ok, giờ mình cho một lớp cải baron lên nữa. Cải baron là mình trộn giấm đường nha.
Ok. Mình cho một lớp cá lên nữa. Cái lục này mình gỡ xương rồi nha. Mình hấp với nước dừa nó rất là ngọt. Chất lượng luôn. Để ba ron trộn cá nục nha. Giờ mình cho một lớp nước mắm gỏi lên nữa này. Ok. Giờ mình cho một ít dăm dăm lên cho nó thơm nè. Dăm dăm rửa cho nó thơm. Cho một ít cà lên cho nó đẹp nha. Màu cà đỏ rất là đẹp luôn. Trang trí cho nó hấp dẫn lên. Cái cà dễ thương quá. Cái bé xinh xinh nè. Cái đỏ nè. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ hấp dẫn luôn nha cả nhà. Đó, mình đã thành công mâm chảy ba ron trộn với cá nục nha. Đó, cà chua bi. Cà chua bi thì nó có vị chua chua. Chảy ba ron thì nó có vị giòn giòn. Cá nục thì nó có vị ngọt nha. Đó, mình đã thành công. Chính đã thành công rồi. Canh bún nha cả nhà. Đây, mâm cải ba ron trộn cá nục. Đó, mình cho một ít ngò gai với lá vô. Mình thành công. Ok. Vợ chồng chính mời cả nhà ăn canh bún nha. Canh bún giò heo, ốc, cua. Ở đây một ký cua mình thực ra được như đây nè cả nhà. Còn nồi nước lèo đây. Giò heo, đậu hũ, ốc, rồi ở đây là cua, rau muống, bún, mắm tôm, hành với lại ngò gai. Đây, đặc sản, một mâm cải, trộn cá nục. À, đây mình nãy mình làm cho anh ấy miếng coi. Anh ấy ăn cho muốn ít lắm. Đó. Bóc luôn cho nó dính nè, không đâu gấp. Trời. Bún nhìn ngon quá. Hồi nãy chính quên cắt ra chính hơi bị dài á. Cái gì có một xíu ăn vậy anh? Để ăn một xíu đi. Miếng đi có sữa con bún. Nghe mùi mắm tôm là nó thèm. Cái mùi mắm tôm này nha, thèm rồi nó. Anh ấy phá ăn cua nè. Đó, cho anh ấy một muỗng cua luôn. Một miếng hành. Một miếng mắm tôm. Dê heo không? Không. Mở nha. Có cái cục đi chạy nước miếng luôn á. Phải rồi, phải rồi, phải rồi. Nấu với cái con ruốc á, trời nó ngọt quá, nó ngọt. Nước cục thì ngon hơn. Hai cục đi. Thôi, một cục thôi. Hai hai cục. Thôi, hai cục nổ đâu. Anh nhiều cho nó cứng gấu. Gọi đi cho nó nóng, bỏ một cục đó. Thôi, mới giờ nấu. Mới giờ nấu xong mà. Mời cả nhà ăn. Vợ nấu ăn canh bún cùng vợ chồng mình. Cái tô này ra ngoài mua hơi bị mắc ạ.
Miễn sao mới thì tắt xuống rồi. Mà ăn lâu mà chậm mà. Cô coi, cô ở trời nó bắn mặn quá. Quá ngọt. Anh bớt lửa anh sẽ giữ anh. Bớt rồi. Chính là phải ăn da heo. Anh này không chịu ăn da heo. Nữa ăn thiếu huyết nữa không? Quên rồi, tới trưa hết rồi đâu có ai bán đâu. Không ai bán huyết. Vừa ăn không? Vừa ăn. Đó có cái chén ớt xay chậm lấy ra nó ăn. Tẩu á. Ngọt. Nấu với còn tép ruốc á. Có nước dừa nữa mà. Thấy không? Hai trái dừa. Nấu hai trái dừa nữa. Ăn cho nó tới luôn. Đó, anh ăn ớt không? Không. Ớt cái cay, hít hà, ăn vừa ăn gì hết được, anh mới tê tê á. Ăn phải có vị cái cay rồi. Ăn con ngốc cái cay. Cua ăn cái nhau. Cua mặn không? Không. Cua em ăn ngoài chợ mặn quá. Tức quá gì nấu nồi canh bún không? Bữa nay chạy chủ nhật làm ăn được đỡ hơn chợ hôm qua. Nhà mình lên cả nhà. Anh ấy nó nhà phong thủy anh ấy lên hợp tác. Thấy ngồi không? Thấy ngồi không à? Lên cái bà gà bán hết. Ngồi cầu nguyện giống đàm vậy. Thấy còn nhiều quá ngồi cầu nguyện. Trời gì đâu mà bán vậy thiệt. Ngồi lần học riết người mệt luôn thiệt. Yếu tim thì chết. Má mà mình ngồi mình suy nghĩ không mà không biết trời đồ gì là sao. Món canh bún này nó cũng rất là dễ ăn. Tôm quẹ nguyên. Rồi cái người lại mua nửa ký, người mua nửa ký, người có bà kia lại mua 1,5 ký. Trời ơi, thiệt mừng. Còn quý không? Tôm bữa giờ mới thấy bữa nay bán hết tôm. Ta đang ăn ngon, thích ăn cho hết đi. Chính thức ăn, thích ăn bún riêu. Canh bún, bún ăn nè. Dễ ăn. Nhiều người ra chợ mua cái đồ của bà xã mình đó. Ai không biết dễ buồn lắm. Tại vì biết sao bà xã mình lên. Tại cái tánh thì người nấu lớn thôi chứ mà nấu là thôi là cả nhà. Chứ không bao giờ mà mình biết là có cái gì mà để mà mong mời. Tại vì ăn to nói lớn thì quen rồi. Để cái nói vô khi nói nhiều khi người không biết cả nhà được. Hay tưởng đâu là dữ dàng rồi không có cả nhà. Thấy tướng bự gì chứ tao quấn lộn chạy mất tiêu. Cái cải này công nhận nó dễ ăn, nó giòn giòn ngon. Nhậu rồi bà thấy không? Bà báo không? Ngày mà uống rượu ghế. Chơi gì bún đầu người ta la cái nó hổng.
Không cho nói. Cả làm em người kỳ quá. Cay quá. Cái ba rôn không có gì giòn giòn. Anh nói chắc là cái cải này quá. Người ta thì xối, thấy người ta bán ngoái bò, bò bánh tét mà ăn với bánh, ăn với bánh mì, bò là bò gì ta, bò lúc lắc hả? Bò bánh tét. Người ta ăn với bánh mì với có hột gà đó. Bò bánh tét. Mà người ta chế vô nó chua chua ngọt ngọt cái chắc anh hùng cái cải này quá, bữa hôm em nói vậy mà. Cái ăn giống bị ghiền. Nó có vị chua chua. Nhưng mà cay quá. Nên chính làm ớt hơi bị nhiều á. Chính cả cái nọc của tanh á. Nó đỏ dữ nha. Chính ăn mà chính ăn cay đó. Rõ ràng. Có nhiều người đã nấu hỏi cô làm sao mà nấu không dính này. Tại sao tại nấu không dính vậy? Tại tao không đánh được dịch. Nhớ không đánh đồng dịch con cua nó cũng nổi lên mà. Ghiền luôn, ghiền luôn. Ngày xưa theo cả nhà. Ở cái rau muống á, mà nấu bình chua với cua đồng ăn cũng ngon nữa. Thời đó là thời đói khổ, bây giờ là thời sung sướng. Cả quá, cả quá. Con giò nó còn nguyên nhờ. Tháng thì xảo mấy 6, 7, 8 năm nay á, là mình lên đây mình ở đây, mình mới biết là cái bệnh tiểu đường ở cả nhà mình cũng không biết bệnh tiểu đường là gì, mình rút ra cái gì nữa. Thiệt luôn là mình không biết luôn á. Tại vì mình không có, mình làm không, mình đâu có để ý. Thôi tự nhiên giờ hồi xưa làm gì có biết cái bệnh này. Giờ sau này cái tự nhiên làm như mình ăn uống cái nó nhiều cái chất. Cà ba. Ớt nóng cay mà sao nó cay dữ ta? Cái miếng nước nóng nóng cho nó bớt cay cay. Nó bỏ đít thôi. Tới công chuyện. Cay xé cái môi. Cả nhà thấy bữa ăn hôm nay ngon thì cho chính tin được đăng ký bên tay phải, còn like thì bên tay trái. Mình phần bình luận trên nằm bên dưới. Kính chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, sức khỏe thật nhiều. Bye bye.